Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tư vấn tình cảm và hôn nhân của Khánh Ngọc. Các bạn thân mến, trong chuyện tình cảm, phụ nữ luôn là những người ít chủ động hơn đàn ông. Họ ít nói nhưng lại rất chăm chỉ đưa ra những gợi ý một cách kín đáo và tế nhị. Đàn ông giỏi nắm bắt tâm lý của phụ nữ thì cũng giỏi nhìn thấu những gợi ý này của họ. Trong video này, mình sẽ chia sẻ với các bạn những gợi ý phổ biến nhất của phụ nữ khi họ để ngỏ cho đàn ông muốn làm gì thì làm các bạn nhé. Gợi ý thứ nhất của phụ nữ đó là cô ấy lúc nào cũng ăn mặc quyến rũ và sexy khi hẹn hò hay là ở với bạn. Phụ nữ vốn là hiện thân của sự quyến rũ. Khi một cô gái luôn xuất hiện với một cái phong cách rất là sexy, rất là quyến rũ, thì chắc chắn cô ấy đang muốn thu hút bạn. Không có gì thu hút đàn ông nhanh bằng cách là ăn mặc thực sự quyến rũ. Đàn ông ngay lập tức sẽ bị sự quyến rũ đó mê hoặc. Đặc biệt là khi mà hai người hẹn hò với nhau, hoặc là ở những cái nơi riêng tư. Ví dụ, khi bạn hẹn cô ấy đến nhà mình chơi, hoặc là bạn đến phòng của cô ấy. Nếu chỉ có hai người mà cô ấy không ngần ngại ăn mặc rất là quyến rũ, sexy, thì cô ấy đang muốn nói với bạn là cô ấy rất sẵn sàng. Nhưng có một điều đàn ông cần phải biết, dù cô ấy có quyến rũ trước mặt bạn, thì con gái không cho phép đàn ông có những cái hành động vội vàng, bất lịch sự và thô lỗ. Vẫn phải có những cái hành động tán tỉnh trước khi bạn muốn làm gì thì làm. Bởi vì phụ nữ mặc dù muốn điều đó, nhưng họ vẫn muốn đàn ông phải bắt đầu một cách tử tế, đúng không ạ? Gợi ý thứ hai là cô ấy chủ động có những va chạm với bạn. Khi phụ nữ đưa ra nhiều gợi ý thầm kín, nhưng dường như đàn ông không biết hoặc cố tình không biết, thì người phụ nữ sẽ đưa ra những gợi ý mạnh dạn hơn, đó là đụng chạm một cách chủ động. Cô ấy vô tình đụng chạm cơ thể đàn ông, không chỉ ở những cái vị trí dễ như là chạm bàn tay, vai hay là tóc, mà còn là những cái vị trí nhạy cảm hơn của đàn ông. Không chỉ là chủ động đụng chạm một lần, mà nhiều lần với mức độ ngày một dạn dĩ hơn. Hoặc là cô ấy chủ động để người đàn ông đụng chạm vào mình mà không có phản ứng né tránh hay là phòng thủ. Ví dụ bạn khoác vai cô ấy, nắm tay cô ấy mà cô ấy không có những hành động đẩy bạn ra, thì nó cho thấy là cô ấy đang muốn cho bạn biết rằng lúc này bạn muốn làm gì thì làm. Nhưng vẫn là một lưu ý như mình đã vừa nói, tiếp cận một cách tử tế, nhẹ nhàng sẽ mang lại sự thành công đặc biệt cho bạn các bạn nhé. Gợi ý thứ ba của phụ nữ là cô ấy luôn dán đôi mắt vào bạn. Ánh mắt là gợi ý tình tứ nhất của phụ nữ. Nó thể hiện điều mà họ mong muốn nhưng không thể nói ra được. Người ta hay nói ánh mắt là cửa sổ của tâm hồn. Nghĩa là nhìn vào đó bạn có thể biết được sâu thẳm bên trong suy nghĩ của người khác. Phụ nữ đang nghĩ gì về bạn, hãy nhìn vào đôi mắt của cô ấy. Cô ấy thích bạn, cô ấy ngưỡng mộ bạn, thèm khát bạn, nó đều thể hiện qua ánh mắt. Tất nhiên, đó là trong trường hợp cô ấy không thể nói ra. Ví dụ một cô gái yêu bạn, cô ấy sẽ thường xuyên liếc mắt đưa tình với bạn. Khi mới chỉ có tình cảm, thì ánh mắt của phụ nữ không bao giờ nhìn quá lâu. Họ chỉ liếc mắt và quay đi chỗ khác hoặc cúi đầu ngại ngùng khi mà người đàn ông phát hiện ra điều đó. Còn khi ham muốn và gợi ý cho đàn ông thấy những cái ham muốn của mình, thì phụ nữ sẽ nhìn đàn ông rất lâu. Họ sẽ không tránh ánh mắt của người đàn ông nhìn mình. Nếu người phụ nữ nhìn thẳng vào mắt bạn trong khoảng thời gian từ 3 đến 5 giây, thì không chỉ cô ấy thích bạn mà cô ấy đang gợi ý với bạn về một cái điều gì đó. Có thể là cô ấy muốn bạn sát gần hơn và mạnh dạn hơn chẳng hạn. Gợi ý thứ tư là phụ nữ luôn tạo ra cơ hội để được ở một mình với bạn.
một người phụ nữ quan tâm đến bạn thì cô ấy sẽ luôn muốn ở một mình với bạn và cô ấy sẽ tạo ra cơ hội để đạt được cái điều đó. Đặc biệt nếu ở trong môi trường riêng tư với thời gian, không gian đặc biệt, chẳng hạn như nửa đêm, nếu cô ấy không ngại ở một mình với bạn thì cô ấy đã chủ động sẵn sàng. Một ví dụ khác, chẳng hạn bạn đi dã ngoại hay du lịch cùng cô ấy, nếu cô ấy không ngại ở cùng phòng với bạn, thậm chí là nằm chung giường với bạn, thì cô ấy đã phó thác cô ấy cho bạn. Bạn muốn làm gì thì làm, đúng không ạ? Rất hiếm có trường hợp mà con gái chủ động ngủ cùng phòng khách sạn, chủ động ngủ cùng một chiếc giường. Dù là có ngăn cách vài cái gối đi chăng nữa, thì trong thâm tâm của phụ nữ, họ đã nghĩ đến một kịch bản là để đàn ông thích làm gì thì làm. Do đó, khi thấy một người phụ nữ không từ chối ở một mình cùng bạn và chủ động tạo ra cơ hội để được ở bên bạn, thì lúc đó cô ấy đang muốn bạn biết rằng cô ấy là dành cho bạn. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp nhiều người đàn ông thất bại khi phụ nữ gợi ý cái điều này. Như mình đã nói, dù phụ nữ có gợi ý ở cái mức độ nào, thì cô ấy vẫn muốn người đàn ông tiếp cận về thể hiện một cách tử tế với họ, trân trọng họ và buộc phải trải qua một giai đoạn tán tỉnh trước khi đàn ông muốn làm gì thì làm. Gợi ý thứ 5 là phụ nữ sẽ phô trương một vị trí trên cơ thể cô ấy và sử dụng mùi nước hoa quyến rũ. Vì sao ở đây mình lại nói về mùi nước hoa? Nếu bạn là người thích dùng nước hoa, sẽ rất dễ phát hiện ra ý tưởng của cô gái khi mà cô ấy sử dụng nước hoa trong khi gặp bạn. Điều này phải cần một sự tinh tế mới phát hiện ra được. Tuy nhiên, phần lớn khi một cô gái sức nước hoa lên cơ thể trong buổi hẹn hò riêng tư với bạn, thì cô ấy có vẻ như sẵn sàng để có những cái đụng chạm với bạn. Thứ hai, cùng với mùi hương trên cơ thể, cô ấy có thể cố tình khoe một số vị trí ở cơ thể của cô ấy. Ví dụ cô ấy mặc những chiếc áo cổ rộng và cố ý khom người để trò chuyện với bạn. Hoặc là cô ấy thường xuyên mặc những chiếc quần bó sát để lộ những cái đường cong cơ thể trước mặt bạn. Sự vô tình là rất ít trong các trường hợp này, mà phần lớn là cô gái đang muốn bạn để ý tới cô ấy, muốn cho bạn thấy cơ thể của cô ấy cuốn hút và hấp dẫn như thế nào. Việc cố ý để lộ một số cái vị trí nhạy cảm trên cơ thể của mình chứng tỏ đó là những người phụ nữ rất mạnh dạn và họ không ngại kích thích tò mò mà ham muốn của đàn ông. Và gợi ý cuối cùng là cô ấy tâm sự chuyện nhạy cảm với bạn. Phụ nữ rất e dè trong việc trao đổi về những chủ đề nhạy cảm nam nữ. Nhưng một khi họ đã chủ động và tâm sự với đàn ông về việc này, thì chứng tỏ là cô ấy không có rào cản với người đàn ông đó. Chủ động nói chuyện về những chủ đề mà một người phụ nữ bình thường phải đỏ mặt, thì chứng tỏ người phụ nữ này đang muốn gửi một cái thông điệp tới người đàn ông là cô ấy hoàn toàn là một phụ nữ cởi mở và hiện đại. Nếu đàn ông biết cách khơi gợi, dẫn dắt trong câu chuyện về những chủ đề nhạy cảm, thì phụ nữ sẽ rất sẵn sàng. Mình ví dụ như người phụ nữ chủ động nói chuyện với người đàn ông về việc anh ta có xem phim người lớn không chẳng hạn. Rõ ràng là cô ấy có gợi ý về một chủ đề nhạy cảm để thăm dò và kích thích đàn ông, đúng không ạ? Do đó, khi một người phụ nữ tâm sự về chuyện nhạy cảm với đàn ông, có thể cô ấy đang muốn đàn ông làm điều tương tự đó. Chủ đề ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Tạm biệt các bạn.